Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Kawasaki Ninja ZX10 EDR 2001 với mức giá bán từ là 924 triệu đồng. Kawasaki ZX10 EDR 2001 phiên bản cao cấp và đắt hơn cái chiếc là ZX10 EDR 2001 đã chính thức trình làng trong cái sự kiện diễn ra ở bên Thái Lan. Với mức giá ra dịch khoảng 1.208.000 bạc Thái, tương đương là 924.500 đồng. Đây chính là con ngựa chiến thứ 3 của tay đua Jonathan Ria trong cái cuộc đua bảo vệ cái chiếc vô địch USBK 2021. Về mặt bề hình, chúng ta thấy được Kawasaki Ninja ZX10 EDR 2001 không khác nhiều so với phiên bản là ZX10 EDR 2001, ngoài trừ cái phần màu sắc là gam màu xanh lá hoàn toàn phần. Một cái điểm nâng cấp khác biệt nữa đó chính là bộ mâm nhôm rèn của Bắc Chesney 7 chấu, thiết kế rất thể thao, trọng lượng cực kỳ nhẹ, và kết hợp cùng với đó là cái cặp lốp Pirelli D-Blue Super Costa SB cung cấp sức mạnh cho cái chiếc ZX10 EDR 2001 là một khối động cơ lực 4 xanh thẳng hàng 998cc làm mát bằng nước, kết hợp chế bộ làm mát bằng dầu mới được phát triển từ cuộc đua RSK. Lý do với cái chiếc ZX10 EDR thì phiên bản ZX10 EDR sử dụng cho mình cái trục cam với và một cái thanh kết nối bằng vật liệu titanium cho cái trọng lượng nhẹ hơn. Cái mẫu xe này sẽ tạo ra một cái công suất là 204 hp, tại ngưỡng môn tua là 14.000 vòng trên phút, và với một cái công suất là 214 hp, tại ngưỡng môn tua cũng 14.000 vòng trên phút khi chúng ta kích hoạt rem e. Moment xoắn cực đại là 118 Nm, tại ngưỡng môn tua 11.700 vòng trên phút. Hệ thống treo và phanh vẫn giữ nguyên tương tự như cái chiếc ZX10 EDR 2001, trong khi những hệ thống điện tử sẽ gồm như là ABS, Twister, Lens Control, Anti-Crash Control, Traction Control, Slide Control, Pedal Control, cảm biến EMU 60, tất cả được hiển thị qua cái màn hình màu TFT hoàn toàn mới. Và đặc biệt hơn, giá bán của Kawasaki Ninja ZX10 EDR 2001 tại bên Thái Lan rơi vào khoảng là 1.208.000 bạc Thái, tương đương khoảng là 924.500 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, share, subscribe.